xin chào các bạn cùng trở lại với khóa JavaScript các bạn tại F8. ở trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phương thức reduce khi các bạn làm việc với array. À, trường hợp mà các bạn cần sử dụng tới cái phương thức này là khi mà các bạn muốn nhận về một cái giá trị duy nhất à, sau khi các bạn tính toán và xử lý trên những cái phần tử trong một array. mình ví dụ như bây giờ mình đang có cái array này cùng nhiều khóa học thì mình mong muốn nhận à, về một cái giá trị duy nhất là tổng số khoi tức là tổng số tiền của tất cả những khóa học này là bao nhiêu. Đó thì cái bài toán như vậy thì các bạn có thể ứng dụng thằng Reliever để giải quyết nhé Bởi vì chúng ta đã rõ ràng là đang mong muốn nhận về một kết quả duy nhất là gì? Là tổng số coi đúng không ạ? Đó thì bây giờ là mình có thể dùng Reduce để giải quyết ngay Nhưng tuy nhiên thì mình cũng muốn nói với các bạn rằng là nếu mà không dùng Reduce thì các bạn sẽ dùng cách nào? À, các bạn sẽ sử dụng cái vòng lập đúng không? Thì các bạn có thể sử dụng như thế này à, Đầu tiên là các bạn sẽ đặt ra một cái biến đặt là Total Coin chẳng hạn này Và gán cái giá trị ban đầu của nó khởi tạo là bằng 0 và các bạn uh, dùng cái vòng lặp bất kỳ nào đó các bạn lặp qua ví dụ ở đây thì mình dùng cái vòng lặp uh, for of đi. Uh, mỗi lần lặp qua thì mình cộng cái biến total coin này uh, cộng thêm nó cho nó cái giá trị của cái uh, khóa học được lặp qua. Đây là cost.coin đúng không? Uh, cuối cùng thì cái thằng uh, total coin này nó sẽ thu được là tổng số coin của chúng ta. Mình in ra này là 1200 được chưa Đó thì các bạn vừa giải quyết được cái bài toán mình nêu ra rất đơn giản với vòng lặp đúng không ạ? Thì bây giờ uh, mình nói cái bài toán này ra À, xử lý bằng cái bài toán uh, không không dùng sử dụng reduce thì sẽ dùng như này đúng không? Thì uh, rất nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng là ơ nếu mà sử dụng vòng lặp giải quyết được thì cần gì phải sử dụng reduce. Thì các bạn thắc mắc như vậy uh, rất chính xác. Bởi vì sao? Tất cả những cái việc mà thằng reduce làm được thì các bạn đều có thể sử dụng vòng lặp để làm được, được chưa? Thực ra để mà nói đúng ra thì tất cả những cái function này, tất cả những cái method này thì các bạn đều dùng vòng lặp để làm được. Nhưng tại sao chúng ta vẫn phải sử dụng cái thằng này? Bởi vì nó cung cấp cho các bạn cái cách viết nó ngắn gọn, đơn giản hơn. Các bạn nhé. Được chưa Thì bây giờ mình sẽ xét trên một vài góc độ. Xét uh, trên một vài yếu tố. Uh, mình sẽ xét chung luôn nhé. Xét chung luôn tất cả những thằng này. Thì đầu tiên nói về cái yếu tố gọi là uh, dễ hiểu đi. Dễ hiểu. Theo các bạn thằng nào dễ hiểu hơn? Đây, cái cái, cái vấn đề thứ nhất. Mình chắc chắn với các bạn luôn ý, là cái thằng sử dụng vòng lập này sẽ dễ hiểu hơn bởi vì sao nếu mà nhìn vào một cái đoạn mã giải quyết cục cục cùng một vấn đề một cái vấn đề à, một cách giải quyết là dùng vòng lặp như này vòng lặp thuần túy là dùng vòng for các thứ đúng không và một cách là dùng một trong những cái cách này thì mình chắc chắn với các bạn luôn là à, đa phần mọi người à, đã hiểu thì sẽ hiểu cái thằng này hết được chưa bởi vì vòng lặp chắc chắn các bạn sẽ học trước còn những cái phương thức này thì các bạn sẽ học sau thậm chí là có những người không biết tới thế nên là mình ví dụ bây giờ có khoảng một chục người nhìn vào À, một cái bài toán được giải bằng hai phương pháp một là phương pháp dùng vòng lặp và một phương pháp là dùng những cái cách này thì chắc chắn cái tỷ lệ mà có những người đi search xem là forex là gì every là gì file filter map reduce là gì nó sẽ cao hơn bởi vì người ta không hề biết thế nên là sao yếu tố thứ nhất dễ hiểu hơn chính là thằng gì ạ là cái thằng này này ok chưa cho đến khi mà người ta biết những cái phương pháp này rồi ấy, thì người ta mới bắt đầu thấy cái thằng này dễ hiểu các bạn nhá thế nên là ở đây nếu mà xét trên tổng thể tỷ lệ thì chắc chắn là cái cách này nó vẫn sẽ dễ hiểu hơn, dễ hiểu hơn được chưa? À, tiếp theo xét trên cái góc độ gọi là cái góc độ gì bây giờ nhỉ? À, dễ hiểu này thì bây giờ bắt đầu xét trên cái góc độ là ngắn gọn đi, ngắn gọn để xem thằng nào ngắn gọn hơn. thì chắc chắn với các bạn luôn mấy cái thằng này nó sinh ra để nó giúp các bạn viết ngắn gọn hơn đấy, thế nên là chúng ta mới dùng cái thằng này được chưa? Thế nên là ở đây thì cái ông này, cái cái vấn đề của ông đấy, cái nhược điểm của ông, cái ông dùng vòng lặp thông thường như này này. Thì bởi vì ông ấy viết nó hơi dườm giả Tự nhiên bây giờ tính ra cái số coi này là các bạn phải định nghĩa một cái số coi chờ như này Sau đó là mỗi lần lập qua lại phải gán đi gán lại gán đi gán lại được chưa Thì nếu mà các bạn sử dụng cái thằng Reduce để giải quyết bài toán này Thì các bạn sẽ không cần phải thực hiện cái việc là gán đi gán lại một cái biến như này Mà các bạn sẽ nhận được trực tiếp cái giá trị cuối cùng vào thẳng cái thằng Total coi luôn được chưa Thế nên là tất cả những thằng này đều cung cấp một cái phương pháp Một cái cú pháp viết ngắn gọn hơn được chưa Đến một cái yếu tố tiếp theo Yếu tố là Hiệu năng đi, thằng nào nhanh hơn đấy các bạn cứ hiểu đơn giản thôi, thằng nào thực thi nhanh hơn, đúng không? Hiệu năng. Thì ở đây là để mà nói thì chắc chắn là cái thằng này đa phần cái trường hợp thì cái thằng viết thuần kiểu này nó sẽ nhanh hơn. Lý do rất rất đơn giản thôi, bởi vì khi các bạn giải quyết một bài toán ấy, thì các bạn sẽ dùng vòng lặp như thế này mà nếu mà các bạn giải quyết cùng một bài toán mà các bạn dùng vòng lặp thì thường thường là các bạn sẽ cộng trừ nhân chia hay là tính toán gì đó là các bạn tính toán thẳng luôn trong cái vòng lặp này, đúng không? Còn khi các bạn sử dụng những cái thằng này ấy, thì các bạn luôn luôn sẽ phải truyền một cái đối số là một function vào trong cái cặp mọc đơn của nó. Thì rõ ràng ấy, một khi nó đã nhận một cái đối số là một function thì ở trong những thằng này, bản chất ở trong những thằng này ấy, thì nó cũng là sử dụng vòng lặp ở bên trong nó, được chưa? Nó sẽ lặp qua các phần tử của mảng của các bạn. Và mỗi khi nó lặp qua ấy, thì nó khi nó tùy vào cái vai trò của từng thằng, tùy vào cái nguyên lý hoạt động của từng thằng thì nó sẽ gọi lại cái function được truyền vào qua đây. Thì rõ ràng là mỗi lần lặp qua ấy, nó mà gọi lại phải một function nhá thì nó sẽ bị mất thời gian ở đó ví dụ như cái thằng thằng gì giờ nhà ở đây mình ví dụ đây thằng map đi vừa học ở bài trước xong luôn đúng không cost map đấy các bạn sẽ phải truyền một cái function vào đây đó đại chuyển một function vào đây thì thực tế là tất cả nghe ông này ông nào mà chả phải truyền function vào đúng không thì uh, rõ ràng là cái thằng map này bên trong nó ấy, nó sẽ có một cái vòng for ở bên trong để nó lọc qua những cái element của chúng ta và mỗi lần lọc qua ấy, nó lại phải gọi ngược lại cái function do do chúng ta truyền vào như này thì cái việc mà các bạn tức là việc mà cái để cái thằng JavaScript ấy nó nó gọi lại một cái function ấy thì nó sẽ tốn thời gian, được chưa ạ? Rõ ràng là ông này ông không phải gọi lại cái function nào viết thẳng vào luôn thế này thì ông ấy sẽ phải nhanh hơn các bạn nhá. Nhưng ở đây ấy, thì mình nói sâu để cho các bạn biết rằng là nó nhanh hơn ở đây nhưng thực ra nó nhanh không đáng kể đâu. Nó có thể là một một phần vài nghìn giây chẳng hạn. Thì đương nhiên là chúng ta sẽ không thể cảm nhận được trừ khi mà các bạn uh, thực thi một cái tác vụ gì đấy cực kỳ lớn và bắt đầu các bạn đặt ra các bạn đo time ấy thì các bạn sẽ nhận được được uh, nhận biết được là thằng nào nhanh hơn thằng nào được chưa? thì cái này là mình giải thích sâu cho các bạn một chút để các bạn hiểu được thôi chứ còn thực tế trong công việc hàng ngày thì các bạn luôn sử dụng những cái thằng này đa phần là như vậy bởi vì nó cung cấp cho các bạn một cú pháp rõ ràng dễ nhìn hơn được chưa? rồi nó ngắn gọn hơn đấy được chưa? bắt đầu chúng ta sẽ đi vào học ông review ở uh, video này là nói khá là kỹ nên nó lại tốn thêm thời gian rồi nhưng không sao đúng không? rồi bây giờ mình sẽ áp dụng review vào để xử lý cái bài toán này nhưng trước khi vào review thì mình sẽ giải thích cho các bạn để các bạn hiểu từng vai trò vị trí của những cái thằng những cái đoạn mã này nhá. Đầu tiên ấy, cái thằng này các bạn biết gọi nó là cái gì không? Chúng ta gọi nó là cái biến lưu trữ. Có đúng không các bạn? Ban đầu các bạn lưu vào nó là số 0 này này. Sau đó là mỗi lần lặp qua các bạn lại cộng thêm vào cho nó cộng thêm và cộng thêm vào. Cuối cùng các bạn mới nhận được cái giá trị tổng là 1200 thì chúng ta gọi nó là cái biến lưu trữ được chưa? Thì cái thằng vòng for này thì rõ ràng là lặp qua, lặp qua các phần tử đó thì cái công việc này thì ai cũng biết rồi mình nốt ở đây thôi nhé chứ các bạn đừng có nốt vào cốt rồi những cái này là điều đương nhiên không ai cần phải nốt vào những cái, cái điều nghiễm nhiên như này các bạn nhé à, tiếp theo cái công việc này là làm gì các bạn biết không là gì thực hiện lưu trữ thôi biến này là biến lưu trữ mà thì cái thằng này nó thực hiện cái việc lưu trữ đó và cuối cùng cái thằng này thì các bạn à, sau khi vòng lọc này kết thúc thì cái ông th thờ coi này đã được lưu trữ đầy đủ đúng không mỗi lần được lưu thêm một cái giá trị coi cộng thêm vào cộng thêm vào nên các bạn nhận được cái giá trị cuối cùng là 1200 coi các bạn nhớ giúp mình nhá tất cả ở đây là gì có một cái biến lưu trữ này để chưa và khi nó lặp qua những cái phần tử thì sẽ thực hiện cái công việc là thực hiện cộng thêm vào lưu trữ thêm vào được chưa nên cuối cùng chúng ta sẽ nhận được cái tổng số coi thì bản chất cái ông reduce ông cũng làm những cái việc này thôi ông không khác gì cả ông chỉ cung cấp cho các bạn cách viết nó dễ nhìn hơn, được chưa? nó ngắn gọn hơn, nhìn nó có thể đẹp mắt hơn nữa, và nó cũng giúp các bạn không cần phải cộng trừ cộng trừ uh, cộng bằng cộng bằng như này, được chưa? đó. nhưng các bạn phải nhớ là lưu chữ này và thực hiện việc lưu chữ, được chưa? bắt đầu quay vào thằng video, xóa bỏ thằng này đi. thì bây giờ chúng ta à mà trước khi xóa vào thì mình mình phải để lại hai cái nốt này không tí nữa lại quên, đó. được chưa? nó có hai cái công việc như vậy. thì bây giờ bắt đầu là mình dùng video thì mình sẽ không cần phải đặt giá trị khởi tạo như cho cái thằng coi nữa mà mình đặt luôn thẳng vào đây là thằng concert chấm reduce cái phương thức reduce này này thì nó sẽ nhận hai cái đồ số truyền vào các bạn nhé đồ số truyền vào thứ nhất ấy nó là một cái function đây là đồ số bắt buộc không truyền là lỗi và cái đồ số này này nó sẽ được gọi lại trong cái ông reduce này ông sẽ có cái ông vùng lập ạ và khi ông ấy duyệt qua những cái phần tử ở trong cái mảng của các bạn thì ông sẽ gọi ngược ra ngoài này sẽ gọi ngược ra được chưa thì bây giờ thì chút nữa bàn thêm về cái ông function này sau Nhưng mình tách nó ra ngoài để cho các bạn dễ nhìn Đưa ra ngoài và đặt cái ông này tên là gì bây giờ à, Tính coi đúng không? Coi handler Đó, bắt đầu đưa ở đây Và mình viết này để giúp các bạn nhìn rõ ràng là ông reduce của hai tham số Bây giờ này, tham số lớn nhất là một function này à, Cái đồ số, à, thứ gọi là đồ số mới đúng nhá Cái đồ số thứ hai ấy, đây các bạn nhìn đây Cái thằng IDA nó gợi ý này nó Cái đồ số thứ hai nó được gọi là thằng initial value các bạn nhá Nó là cái giá trị khởi tạo rồi ạ mình đưa vào ở đây là gi giá trị khởi tạo bằng không thì giá trị cái giá trị khởi tạo này này nó uh, tùy vào cái bài toán của chúng ta thì chúng ta sẽ có cái giá trị khởi tạo khác nhau có thể là số có thể là chữ có thể là mảng có thể là object nó tùy vào cái bài toán của chúng ta nhưng tại sao ở đây lại đặt là không thì các bạn có nhớ khi nãy không khi nãy các bạn uh, xử lý theo array ấy, các bạn có nhớ là chúng ta làm một cái việc là va total bằng total bằng không đúng không sau đó là ở bên dưới này là bắt đầu lọc đúng không đó bên dưới này là bắt đầu lọc đó thì cái việc này này là khởi tạo một cái giá trị ban đầu cho cái biến lưu trữ đúng không? Thì ở đây này, cái việc các bạn đưa cái số 0 vào cái tham số cái đổi số thứ hai của redo ấy, nó chính là cái việc mà các bạn khởi tạo cái biến lưu trữ, cái giá trị ban đầu cho cái biến lưu trữ của thằng redo, được chưa ạ? Thì bây giờ bắt đầu các bạn sẽ học tới cái giá trị à, học tới cái khái niệm là biến lưu trữ của cái ông redo này. À, khi cái ông redo này hoạt động ấy thì ông sẽ gọi ngược lại cái function là coi handler của chúng ta. Ông ấy sẽ trả lại vài cái tham số cái tham số thứ nhất được gọi là accumulator các bạn nhé đây accumulator đấy. thì cái từ là accumulator này này nó sẽ chính là cái biến lưu trữ cái từ này các bạn dịch ra các bạn sẽ thấy rằng nó là cái lưu trữ được chưa thì cái thằng này này ở đây là nó là biến lưu trữ và cái thằng số 0 này chính là cái giá trị khởi tạo được gán cho cái thằng này. Thế nên là chút nữa các bạn mà console.log của thằng này ra các bạn sẽ nhận được cái giá trị là số 0 ở đây, được chưa? Nhưng tại sao lại gọi nó là biến lưu trữ ấy thì một chút nữa mình phải giải thích kỹ cho các bạn được. Đi tiếp nó sẽ trả về một cái tham số thứ hai được gọi là thằng Karen Karen value. Đó là cái giá trị hiện tại đúng không? Karen là hiện tại đó. Thì bây giờ ấy, tại sao lại gọi là giá trị hiện tại thì bởi vì là mỗi khi cái ông review này ông ấy gọi lại cái function này của các bạn thì lúc đó là chắc chắn là ông ấy sẽ đang ở một cái vị trí nào đó trong cái phần tử ở trong cái array của các bạn. Giả dụ ông ấy mà ở trong cái phần tử số 2 này thì lúc đó ấy cái thằng current value này sẽ nhận được đây này nó sẽ cầm cả cái object này nó trả về được chưa ạ nó cầm cả cái object số 2 này nó trả về qua cái biến current value này các bạn nhé rồi thì bắt đầu là đến một cái tham số tiếp theo là current index thì cái index này nó chỉ được hiểu đơn giản là chỉ mục thôi nhưng nó là chỉ mục của chính thằng này luôn này thằng current value này là gì thì thằng current index này chính là cái chỉ mục của cái thằng này trong mà ví dụ như vừa nãy là mình có ví dụ là nó trả về cái thằng số 2 này đúng không thì cái vị trí số 2 ở trong mảng thì mình hỏi các bạn là có chỉ mục là mấy? Chỉ mục là một đúng không ạ? Đó. Thì trong cái trường hợp ông current này là hai thì là cái thằng object ở vị trí số 2 thì cái thằng current này sẽ là một Ok nhá. Và cái giá trị cái tham số cuối cùng trả về nó chính là cái thằng array. Array ở đây thực ra nó gọi nó là thằng origin array đi. Nó là cái giá trị cái array gốc của chúng ta. Chính là cái array nào mà gọi từ cái phương thức reduce các bạn nhá. Đây ở đây này, ông cursor này ông gọi từ reduce đúng không? thì lúc đó là cái ông Origin Array này chính là ông constant này luôn các bạn nhá hai ông này nó trỏ về cùng một vùng nhớ luôn đấy có nghĩa là nếu mà các bạn thay đổi cái giá trị gì đó ở trong cái object này ở trong cái Array này thì cái ông này ông cũng bị thay đổi luôn nhưng tuy nhiên mình chưa giải thích kỹ bởi vì cái 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 khái niệm về vùng nhớ lưu trữ vùng nhớ này thì chúng ta sẽ học nó ở trong cái bài học nâng cao hơn được chưa rồi thì trong trường hợp này là các bạn đã hiểu được hết luôn tất cả bốn cái khái niệm, bốn cái tham số mà cái thằng video nó sẽ trả về qua cái hàm nó gọi ngược lại đây đúng không? thì bây giờ bắt đầu các bạn sẽ đi tìm hiểu từng thứ một. Đầu tiên là sẽ phải tìm hiểu xem rằng là à cái ông video này ông có gọi lại cái ông này thật không? thì bắt đầu mình xem nhá. mình đặt ra một cái biến là y, giá trị giá trị bằng không. trong cái ông ông function này mình sẽ tăng y lên giá trị một lần được chưa? và mình in ra giá trị của y Bây giờ mình thử run nhé Refresh À nó in ra này 1, 2, 3, 4, 5 Chứng tỏ là sao Cái function này khi nó chạy khi Nó được ông Redo này gọi lại tận 5 lần đúng không Đây gọi lại 5 lần luôn Thì các bạn nhìn lên các bạn sẽ thấy rằng À chúng ta có 5 phần tử ở trong cái ở mảng sở này Các bạn sẽ hiểu ngay rằng À bởi vì làm sao Mỗi lần nó lặp qua một cái phần tử trong mảng này thì nó sẽ gọi lại một lần được chưa? Ok thì biết vậy như đã biết như vậy đã nhá. À, bắt đầu là thì thử xem xem cái giá trị của ông accumulator này là gì và tại sao lại gọi ông ấy là cái giá trị lại gọi ông ấy là cái biến lưu trữ Refresh đây các bạn nhìn nha mình đang phẩy ra như này ấy, thì có nghĩa là cái hàng một hai ba bốn năm này là cái giá trị y này là lượt chạy này được chưa à, mà mình làm như này đi mình làm như này cho các bạn dễ nhìn nhá thay vì dùng console log thì mình sẽ là console table mình đưa vào đây một cái object object này có y và accumulator đúng không thì mình đặt ra thằng này mình đặt nó là lượt lượt chạy, để yeah. lượt chạy ở đây là bằng uh, y. Tiếp theo là mình sẽ đưa vào đây là một cái là biến lưu trữ đúng không? Tích trữ, uh, biến này biến tích chữ hay biến lưu trữ cũng được. Biến tích chữ mình sẽ đưa vào đây là cái thằng accumulator được rồi, refresh này. Đó, các bạn nhìn nhá. Anh như sao nó ra cái chữ object gì ở đâu đây? Um, OK. Tôi cứ kệ nó. À đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì cái này là một object mà. Các bạn nhìn nhá. Cái lượt chạy số 1 nó này thì cái biến tích chữ bằng 0. Nhưng từ cái lượt chạy số 2 trở đi các bạn thấy cái biến tích chữ nó thành undefined này, được chưa? Nhưng chốt lại là các bạn cứ phải hiểu là cái lần chạy đầu tiên nó là cái lần chạy mà cái thằng accumulator sẽ được gán cái giá trị bằng chính cái giá trị mà các bạn truyền ở cái đồ số thứ hai này vào. Như thằng này chúng ta khi nãy gọi nó là gì? init till value nó giá trị khởi tạo đúng không? Thế nên là cái giá trị khởi tạo này sẽ được gắn cho cái thằng accumulator này trong cái lần chạy đầu tiên. Đây, lần chạy số 1 được chưa Và ở đây thì mình sẽ phải thay đổi cái giá trị ấy đi cho các bạn nhìn nhá. Mình thay lên là 10 này, refresh. Đó, các bạn nhìn thấy cái lần đầu tiên đây. Bị tích chữ thành 10 chưa? Mình thay thành một cái array nhá. Kiểu, kiểu, kiểu dữ liệu là gì cũng được đấy. Nhưng mình đang để cho các bạn hiểu đấy. Thay thành array này, refresh. Đó, các bạn thấy chưa ạ? cái thằng này, à nhưng array đây thì nó lại không hiển thị được, bởi vì là mình đang để là object, đây đây theo để console log là console.log refresh. đó các bạn thấy không ạ, đây này cái array này, đấy các bạn hiểu rồi nhá, có nghĩa là cái biến tích chữ ấy, thì lần đầu tiên truyền cho nó cái gì, thì nó sẽ uh, cái à, cái biến khởi tạo ấy, thì lần truyền cho nó cái gì thì cái thằng accumulator này trong cái lần chạy đầu tiên nó sẽ có cái giá trị đó, được chưa? nhưng từ lần thứ hai trở đi các bạn thấy rằng nó thành undefined này. À, thì có nghĩa là làm như thế nào để được lưu trữ thì các bạn đã quan tâm đến cái việc này này cái việc là thực hiện việc lưu trữ đây ở à, trong cái việc mà các bạn uh, cốt theo cái dạng dùng vòng lập ấy thì các bạn uh, sẽ sử dụng cái toán tử là cộng bằng cộng bằng để nối thêm vào đúng không thì đó là cái cách làm sử dụng vòng lập còn với ông Redeal ấy thì để thực hiện việc lưu trữ thì rất là đơn giản trong cái function này các bạn return cái gì thì nó sẽ lưu trữ cái đó ở đây chúng ta chưa hề return cái gì cả Thế nên là nó được hiểu là undefined À, nên là tự nhiên là từ cái lần thứ hai trở đi là cái biến tích chữ ra trở thành undefined lý do bởi vì chúng ta không return cái gì cả được chưa bây giờ mình thử return là một cái số là 100 trăm nào refresh đó thì cái lần đầu tiên nha cái biến tích chữ nó vẫn bằng không được chưa còn từ cái lần thứ hai trở đi nó thành 100 đó thì như mình nói đúng không nó return cái gì thì nó lưu trữ cái đó nhưng các bạn để ý nhá cái thằng ví dụ như ở lượt chạy số 1 ấy return cái gì thì cái thằng ở cái lượt chạy số 2 ấy, Thì cái thằng accumulator nó sẽ là cái đó Các bạn nhìn thấy này, này Biến tích chữ lần thứ một thứ nhất là không để chưa Và nó đây là không đây là lần thứ nhất Và lần thứ nhất nó sẽ return lại là giá trị là 100 Thế nên là từ cái lần chạy số 2 này các bạn thấy không Cái ông accumulator này Sẽ nhận được cái giá trị là 100 Bởi vì cái số 100 này được cái lần trước này nó return để chưa ạ Và tương tự như vậy cái thằng số 3 nó cũng vậy nó sẽ nhận cái giá trị này nó là thực ra là bởi vì cái lần trước đó nó return lại ở đây mình return là 100 hết thế nên là nó là 100 hết thôi để chưa thì đấy là hiểu về cái thằng lưu trữ đã nhá và tại sao lại gọi nó lưu trữ ấy? thì bởi vì nó giúp các bạn lưu trữ một cái giá trị xuyên suốt từ cái lần chạy đầu tiên cho tới cái lần chạy cuối cùng để chạy nó cứ truyền từ lần nọ đến lần kia ok nhá à, bắt đầu là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về cái thằng là current value này bây giờ là mình sẽ uh, console có solo vào ra có solo refresh đây thì các bạn nhìn đây Cái lần chạy đầu tiên ý, thì nó trả về chúng ta cái object đầu tiên JavaScript và coi là 100 đúng không Lần chạy thứ hai thì nó trả về cái object số 2 Đó nó theo đúng cái thứ tự cái, cái array của chúng ta thôi đúng không Thì nó khá là đơn giản thế thôi à, Thằng current index này thì thôi Các bạn tự thử nhá Nó đúng như gì mình nói đấy Đây là cái chỉ mục và cái thằng này là cái array gốc thôi Thì bây giờ bắt đầu là chúng ta có cái tính chất của cái thằng biến lưu trữ này và có cái tính chất của cái thằng current value này chính là cái phần tử của mảng thì làm thế nào để chúng ta có thể À, làm thế nào để chúng ta có thể làm sao? à, tính toán được ra cái kết quả cuối cùng là total số coin là tất cả những cái tổng số coin của tất cả những cái khóa học này đúng không? thì rõ ràng là nó không khác gì cái việc cái việc mà các bạn cốt lúc bình thường như này là một gì một cái array và thực hiện cái việc lưu trữ đúng không? thì bây giờ cái biến lưu trữ chúng ta có rồi là thằng này. còn cái việc thực hiện lưu trữ thì chúng ta chưa làm thôi được chưa? thì thực hiện lưu trữ ở đây là các bạn sẽ return lại ra cái mà các bạn muốn lưu trữ chính là cái thằng accumulator cộng với cái ông uh, current Value chấm coin đó bây giờ nha các bạn đã làm xong rồi đấy bây giờ mình uh, sẽ xóa cái thằng này đi comment nó lại và bây giờ mình sẽ in ra in ra cái giá trị cuối cùng là thằng uh, total coin này refresh đấy là 1200 200 coin các bạn thấy không ạ chúng ta đã giải quyết được rồi nhá uh, thu được kết quả cuối cùng và các bạn uh, viết code nó sẽ ngắn gọn hơn đây nếu mà mình xóa hết những cái tinh tinh này đi các bạn sẽ thấy nó ngắn gọn hơn đúng không thôi chút nữa xóa còn bây giờ giải thích nốt cho các bạn đã đó thì bây giờ này mình chỉ cần bật cái thằng này lên thôi là các bạn sẽ dễ hiểu hơn nhiều lượt chạy thứ nhất nhá biến tích chữ này thì bây giờ mình lại thêm một giá trị nữa vào đây biến tích chữ này à, giá trị thằng này là giá trị cộng thêm đúng không cái thằng này chúng ta sẽ cộng thêm vào mà mỗi lần sẽ cộng thêm đúng không thì ở đây là mình sẽ đưa vào đây là uh, giá khóa học đi đó để cái giá được cộng thêm nhá mỗi lần thì sẽ luôn lấy thằng accumulator này và cộng với thêm cái thằng này được chưa và ở đây thì mình sẽ có một cái thằng gọi là tổng. Đây mình sẽ cộng lại cái phần này lần nữa. Hoặc là bây giờ mình sẽ đưa nó lên đây. Và total này. Bằng cái thằng này cộng với thằng này. Và bây giờ mình return total đi, nó cũng tương tự thôi mà, đúng không? Nhưng cái việc mình làm như thế này thì mình lại đưa được vào đây nữa là gì? Là tích chữ được. Tích chữ được. Đó, có nghĩa là nó tích chữ được theo sau mỗi lần đấy. Bây giờ mình refresh này. Đây, các bạn nhìn nhá. Lần chạy đầu tiên Được chưa? À, biến tích lũy bằng 0 à, Sau đó là giá khoa học là bằng 100 Và tích chữ được là 100 Có nghĩa là sau cái lần một này nó sẽ lấy cái giá khoa học Nó cộng với cái biến tích chữ của chúng ta Với cái giá trị khởi tạo là bằng 0 Và nó return lại 100 Thế nên là chúng ta tích chữ được 100 Đúng không ạ? Sang cái lần chạy đây, lượt chạy số 2 Thì cái thằng biến tích chữ này sẽ luôn luôn Bằng với cái giá trị tích chữ được của lần trước đó Đây Tích chữ được là 100 Thế nên là ông accumulator của lần thứ hai sẽ là 100 Ông sẽ lại cộng với cái giá khóa học của lần hiện tại Và ông return lại Thế nên là 100, 100 là 300 Ông này là 300 thì return lại Thì cái ông tiếp theo nó sẽ nhận được 300 ở accumulator Và lại cộng với ông này, return ông này Nó cứ như vậy đấy các bạn nhìn đây Lần số 4, là số 5, là số 6 à, lần Số 5 là hết rồi Đấy số 5 thì nhận được 720 Cộng 14, 80 là cái giá khóa học gần cuối cùng Thu được là 1200 thì các bạn để ý là sau khi kết thúc tất cả những lần lặp này Thì cái giá trị tích trữ được cuối cùng này nó sẽ return ngược ra ngoài. Đây. Thế nên là sau sau khi chạy cái thằng này uh, 5 lần thì cái ông reduce này ông sẽ return lại cái giá trị cuối cùng tích chữ được. Ông ấy gán vào cái ông total coin này thế nên là chúng ta nhận được total coi là bằng 1.200 đây. Được chưa? Đó thì mình đã giải thích vô cùng kỹ càng về thằng reduce này rồi đấy. Bây giờ bắt đầu mình xóa đi Thì cho các bạn nhìn thấy rằng là à giải quyết cái bài toán này thì chúng ta rõ ràng là uh, sẽ ngắn gọn hơn nếu mà các bạn uh, sử dụng theo cái, cái cách uh, dùng vòng lặp đúng không? Đây bây giờ sẽ chỉ còn ông này Cậu ông này thôi Và ông Y này không cần nữa Đấy Refresh này Thực ra là nó sẽ chỉ còn như thế này thôi này Nếu mà các bạn không đặt nó ra ngoài ấy, Thì nó sẽ như thế này Đó nó sẽ chỉ còn như thế này thôi Được chưa Refresh à, Nó ra toàn object cái gì thế này Chắc là mình viết nhầm cái gì rồi À đây cái thằng này phải chấm coi đó được chưa nó sẽ chỉ như này thôi sau này bắt đầu các bạn học về uh, javascript es 6 ấy thì nó lại còn ngắn hơn nữa cơ thực ra đến lúc nó chỉ còn như thế này này để nha mình giả dụ nha ví dụ thôi chưa học tới đâu nhưng bây giờ ấy đến lúc các bạn sẽ chỉ còn là a này phẩy b này đó a này cộng b chấm coi này ví dụ như vậy đó các bạn thấy không kết quả vẫn như vậy đúng không hoặc là các bạn viết nó xuống dòng một chút đi đây viết nó xuống dòng chỗ này đi đó sau này cái thằng nói chung là các bạn sẽ thấy rằng là khi các bạn à, sử dụng những cái thằng này các bạn sẽ viết code nó ngắn hơn. Nhưng tuy nhiên ấy, các bạn nhận thấy rằng là nó có cái vấn đề lúc đầu mình nói không? Nó sẽ gây cho các bạn khó hiểu hơn. Nhìn ở đây nhiều người không hiểu. Đó. Ok nhá. Thế nên là ở đây là chúng ta chưa bàn tới cái cú pháp mà raw function này vội, mình chỉ ví dụ cho các bạn biết rằng là tương lai các bạn sẽ học được những cái nâng cao thì các bạn sẽ viết code nó ngắn gọn hơn, được chưa ạ? Còn ở đây thì cái video này chúng ta sẽ kết thúc và sang cái video tiếp theo mình sẽ giải thích thêm một chút nữa. Một cái trường hợp sử dụng review nó khác biệt một chút Và sau đó mình sẽ nêu ra thêm một loạt các ví dụ Để các bạn biết rằng là ứng dụng review nó như thế nào các bạn nhé Còn video này đến đây là kết thúc Nó khá là dài rồi Và cảm ơn các bạn đã đón xem Xin chào các bạn